Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 căn nhà được xây dựng đã giúp cho biết bao gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nơi ở kiên cố. Những ngôi nhà ấm nghĩa tình không chỉ được xây dựng bằng tấm lòng hảo tâm, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mà còn được xây nên bởi chính tình yêu thương giúp đỡ của những người lân cận. Điều này cho thấy sự cần thiết và tính nhân văn ý nghĩa của chương trình mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội mang lại. Chương trình Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội được tỉnh Điện Biên phát động tại buổi lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ vào trung tuần tháng 5 2022. Từ chương trình, tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành từ các tổ chức cá nhân chung tay với cấp ủy chính quyền tỉnh chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Điện Biên đặt mục tiêu hỗ trợ 5.000 hộ nghèo làm nhà ở theo tiêu chuẩn 3 cứng và phấn đấu trước năm 2024 giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Điện Biên coi đây là nhiệm vụ cơ bản hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong cái việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đề án hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và chương trình Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội này thì cần phải tiếp tục quan tâm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thế thì đó là cái việc làm để thể hiện cái sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cũng như là quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân các dân tộc còn gặp khó khăn sau 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ. Việc làm đó này thể hiện cái quan tâm của Đảng, Nhà nước với tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau. Để triển khai chương trình Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội, cuối tháng 8 2022, tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và thông qua kế hoạch thực hiện chương trình năm 2022. Ban chỉ đạo do Bí thư tỉnh ủy trực tiếp làm trưởng ban, cơ quan thường trực là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại cấp huyện, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền huyện, xã đều là trưởng ban và thành viên của ban. Sau khi có kế hoạch của tỉnh, thì Ban Thường trực đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện về kế hoạch thực hiện chương trình Mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội của huyện Tử Chùa năm 2022. Và theo đó, thì đã tiến hành là họp về tổ giúp việc, có phân công nhiệm vụ và thực hiện cái việc rà soát, hướng dẫn, lập các cái hồ sơ để thực hiện chương trình theo kế hoạch của tỉnh. Với định mức hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ đối với hộ nghèo và 60 triệu đồng một hộ là gia đình chính sách, chương trình đặt mục tiêu năm 2022 sẽ hỗ trợ gần 1.170 nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, là cứng nền, không cứng, mái cứng. Để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, Ban chỉ đạo chương trình các cấp xác định rõ mục tiêu, phương pháp cũng như vận động để người dân hiểu tầm quan trọng của chương trình, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và trợ giúp đầy tính nhân văn của các cơ quan doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, các cá nhân nhà hảo tâm. Theo đó, năm 2022, chương trình đã nhận được tài trợ từ hơn 20 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng. Hàng năm thì Agribank là dành cái tiền đóng góp của toàn bộ cán bộ chi nhánh cũng như của hệ thống để hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh cũng hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2022 đã hỗ trợ là 7 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó thì cái chương trình mà mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội của tỉnh Điện Biên thì Agribank đã hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người nghèo với số tiền là 5 tỷ đồng. Gia đình ông Trần Văn Nam ở bản Tâu Ba, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên đón nhận niềm vui khôn xiết khi được ở trong căn nhà mới từ chương trình mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội. Vợ chồng ông Nam không có con, lại tuổi cao sức yếu nên gặp nhiều khó khăn.
Căn nhà được bàn giao đúng vào cuối năm 2022 vừa qua, giúp cho gia đình ông được đón Tết trong căn nhà mới với một nghĩa tình trọn vẹn. Tôi là người bệnh tật là chiến tranh để lại, do đó là gia đình tôi rất khó khăn, gia đình nghèo khổ, nhà cửa rụt nát, tôi còn ngủ ngoài hiên, không có chỗ ở, nên hiện nay được nhà nước cho cấp cho nhà cửa, từ xây cho nhà tôi đàng hoàng rồi, tôi đã có chỗ ăn chỗ nghỉ, tạo mọi điều kiện để cho gia đình tôi cuộc sống đỡ chật vật và đỡ khó khăn. Cùng chung niềm vui như gia đình ông Nam, là một trong những hộ được thụ hưởng chương trình, gia đình anh Quảng Văn Trung ở bản Co Pục, xã Hùa Thành vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mới ngày nào còn ở trong căn nhà lụp sụp tạm bợ. Niềm vui đến bất ngờ khi trong tháng 11/2022, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, gia đình anh được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố. Có nhà mới giúp cho gia đình anh Trung yên tâm lao động sản xuất để tạo thu nhập cho gia đình. Gia đình cũng rất vui được sự đồng tâm góp sức của các cán bộ huyện, tỉnh với xã hỗ trợ cho được một ngôi nhà đẹp này. Tết vừa qua nói chung gia đình cũng rất phấn khởi và vui đã được đón Tết ở trong ngôi nhà mới này. Bây giờ có nhà có cửa đàng hoàng rồi, hai vợ chồng sẽ cố gắng để kiếm tiền để cho con ăn học đến nơi đến chốn. Không chỉ ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên mà không khí xóa nhà tạm, dựng nhà mới cho hộ dân thuộc đối tượng của chương trình đều được triển khai nhanh chóng trên toàn tỉnh. Mặc dù chương trình khi triển khai gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, kết quả chương trình đã hơn cả sự mong đợi của Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện giai đoạn 1, toàn tỉnh có gần 1.170 hộ đã xây dựng xong nhà ở. Trong đó, số hộ tự làm nhà là 1.094 hộ và 75 hộ được chính quyền địa phương giúp đỡ. Thì trong năm 2022, huyện Điện Biên được phân bổ 8 tỷ thành 160 căn. Thì qua năm 2022 thì chúng tôi đã triển khai hoàn thành thực hiện xong là 160 căn. Thì sau khi thực hiện cái mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội trên địa bàn thì chúng tôi cũng có thành lập các cái đoàn đi kiểm tra vẫn khảo sát lại, thì phải nói là các cái hộ gia đình được phân bổ làm cái nhà mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội thì phải nói là nhân dân phải nói là rất là phấn khởi. Đặc biệt là các cái đồng bào vùng sâu vùng xa, bởi vì không có cái nguồn lực này, thực sự nói là trong không biết là bao giờ là họ mới có cái ngôi nhà để mà ở. Có thể nói những kết quả đạt được đã cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Điện Biên, tinh thần đoàn kết đồng lòng triển khai bài bản của hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn bản và người dân. Đồng thời là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội đối với các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo. Chương trình mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội có một ý nghĩa hết sức là nhân văn sâu sắc. Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm thì đã khơi dậy được cái quyền tự chủ của người dân. Người dân thực sự là đứng lên làm chủ trong cái việc triển khai làm nhà. Chính vì vậy là đã huy động được cái nguồn lực hết sức là to lớn. Để cùng với cái nguồn lực được hỗ trợ thì đã xây dựng được các cái ngôi nhà và nói là theo đúng cái mong muốn cũng như là tâm tư nguyện vọng của người dân. Những căn nhà được xây mới kiên cố không chỉ góp phần giúp người nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng xã hội. Đây chính là cầu nối đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, là nguồn động viên to lớn để các hộ gia đình vững tin, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Tuần Giáo đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã giúp cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương ngày càng khởi sắc và nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo bà con nhân dân. Bản Ngúa, xã Quài Tở hiện có hơn 160 hộ với gần 500 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, các phong trào hoạt động tại bản đã phát huy hiệu quả tích cực, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân. Năm 2022 vừa qua, qua các phong trào do Ban Công tác Mặt trận tổ chức, nhân dân trong bản đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng cổng bản, đường điện thắp sáng, lò đốt rác mini. Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận bản đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt để nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Khu dân cư bản của chúng tôi là thứ nhất là về công tác vệ sinh môi trường. Cụ thể bây giờ hiện nay là bản chúng tôi đã làm được tính đến thời điểm đến ngày hôm nay là được 13 lò đốt rác. Huy động nhân dân làm cái tổ nhóm mà lại hiệu quả về cái xử lý rác là nó cũng cao, là về phát động nhân dân đoàn kết là xây dựng mô hình chăn bò nhốt. Hiện nay bò hiện tại đến thời điểm này là riêng bò đã được 40/40 con, với lại trâu thì cũng gần vào khoảng trên 40, gần 50 con. Đến Quài Tở thời điểm này mới thấy hết được sự đổi thay từ những thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những trục đường đến các bản được bê tông hóa, những ngôi nhà kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Khu vực trung tâm xã, cửa hàng cửa hiệu san sát phục vụ các nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Cùng với đó, đời sống người dân cải thiện rõ nét từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành quả đó cũng là nhờ Mặt trận tuyên truyền mà bà con biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là những phần việc nào dân tham gia thực hiện, công trình nào do nhà nước đầu tư. Từ đó, bà con tích cực tham gia đóng góp tiền ngày công, làm đường giao thông, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quanh nhà, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Hiện nay, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo thực hiện đạt 17/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con dân chung tay góp sức xây dựng thôn mới và xóa đói giảm nghèo để gắn đến thôn mới. Cuối năm 2023, Mặt trận phát động hội viên, đoàn viên cụ thể như xây dựng cổng chào của các khu dân cư và lò đốt rác mini và tiếp tục phát động tuyến đường hoa, mô hình tức là tuyến đường hoa của Mặt trận Tổ quốc. Tại xã Triềng Sinh, địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2023. Một diện mạo của miền nông thôn đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Giao thông nông thôn là mục tiêu đầu tiên mà xã đặt ra thực hiện khi xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ điều đó, Mặt trận Tổ quốc xã Triềng Sinh đã cùng với Ban Quản lý các bản phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường. Qua tuyên truyền vận động, người dân trong các bản đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nội bản, đường điện thắp sáng, xây dựng nhà văn hóa. Giờ bên xã với lại bên bản vận động làm cái con đường bê tông hóa xong cho bản ta cơn thì nông thôn bản để gia đình tôi cũng có một tí đất hiến đất cho là bà con để cho làm đường đi cho nó sạch sẽ đẹp trong khu bản dân cư của mình. Thế để bà con ở trong bản này, khu xóm này cũng cùng nhau chung tay vào giúp đỡ và cùng nhau làm những ngày công cho những con đường cho nó sạch đẹp, có cả bản cũng chúng ủng hộ làm theo con đường này để phục vụ cho khu xóm ở bên này, với là ngoài ra còn phục vụ cho cả dân bản ta cơn đi lại để làm cái sản xuất, nơi sản xuất mà từ thóc, từ gạo, từ lúa lên nhà rất thoải mái. Thì quan tâm đến đường nội bản của bản hiệu thì chi bộ chúng tôi luôn ra nghị quyết chỉ đạo lãnh đạo động viên cổ vũ phong trào toàn dân
Với hai nữa là toàn những động viên vận động nhân dân đóng góp tiền 125 triệu là để mua các thứ vật liệu phụ ở bên ngoài làm đường, sau đó thì đóng góp công làm thì hơn 500 ngày công thì mới hoàn thành được cái đường giao thông nông thôn nội bản. Để phát huy vai trò của mặt trận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Tuần Giáo đều phối hợp với các đoàn thể, cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa. Hội Cựu chiến binh thực hiện các tuyến đường tự quản. Đoàn Thanh niên huyện tích cực hưởng ứng các phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy đạt chỉ tiêu của nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tích cực xuống tuyên truyền và vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch bằng việc cụ thể thiết thực như là khơi thông cống rãnh, vệ sinh vào ngày 11 hàng tháng do Hội Liên hiệp phát động để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Tuần Giáo cũng xác định để người dân làm theo thì cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước, vận động người thân, nhân dân làm theo. Nhờ đó, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình thực hiện chương trình, đã có nhiều cá nhân, hộ gia đình điển hình trong việc đóng góp ngày công, hiến đất để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Một số xã đã vận dụng sáng tạo có cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện. Hiện nay, huyện Tuần Giáo có 5 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 13 tiêu chí một xã. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng nâng cao chuỗi giá trị. Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp được quan tâm củng cố, nâng chất. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, các nguồn hỗ trợ từ vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ xây sửa nhà cho các hộ chính sách, các hộ nghèo. Để tăng cường vào các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn, tùy điều kiện cụ thể từng xã, thị trấn thì cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận Tổ quốc như các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã là tham gia một số cái mô hình nhất định cụ thể để đạt được các cái tiêu chí mà còn thiếu của từng cái địa phương, đặc biệt là trong cái lĩnh vực giảm nghèo. Rồi là các cái hội như là hội nông dân thì tập trung trên cơ sở nguồn lực của tranh thủ cái sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đấy, đặc biệt là tập trung chăm sóc các cái cây trồng hiện có, rồi là tập trung các cái mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm để nhằm giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo còn gặp nhiều khó khăn. Định mức hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã còn thấp so với nhu cầu thực tế, nhất là đối với những xã có xuất phát điểm thấp. Cùng với đó, việc huy động các nguồn lực trong dân cũng như thu hút đầu tư tham gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Từ đó, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc huyện tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, lựa chọn những nội dung trọng tâm để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương. Đồng thời, phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên số này đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.